sa thú đành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Như pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Cẩm Vân đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Như pháp cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Sạng Đông đã mở sương và cho đạo tràng được thính pháp. Nam mô Bích Tha giá. Và bây giờ thì con thấy có đại đức Tề Đức ơi, chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Tề Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để tuyên phong ôn bài pháp cú kinh số 256. Và như pháp kính mời tất cả quý vị trong đạo tràng, vị nào có thể xin đưa bàn tay xinh đẹp mình lên để ôn bài. Và con kính nhân mít đại đức Tề Đức ạ. Nam mô Bích Tha giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin được ông bài kinh pháp cú câu số 256. Na te na ho ti tham ma tho về na thần sa ha sa na về dù cha a thần a na thần cha u phô ni chê giáp bàn đi tô người đâu phải pháp trụ xử sự quá chuyên chế bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà. Là bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Làm quan phải biết công minh, chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân, cho hay là bậc trí nhân phải trái thận trọng thức ân rõ ràng. Là phổ thơ của ngài Hòa Thượng Giới Đức. Thì con xin kệ ạ. Na te na ho ti tham ma tho ye na thang sa ha sa na ye yo cha a thang a na thang cha u pho ni chay ya pan di to. Na te na ho ti tham ma tho ye na thang sa ha sa na ye yo cha a thang a na thang cha u pho ni chay ya pan di to. Na te na ho ti tham ma tho ye na thang sa ha sa na ye yo cha a thang a na thang cha u pho ni che ya pan di to. Để con xin hết ạ. Kính mời cô pháp nguồn Lào Cai tiếp theo ạ. Dạ con kính tri ân đại đức Tuệ Đức ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ơn đức Phật, ơn đức Pháp và đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ đại đức Tuệ Đức, con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài. Dạ cảm ơn cô Như Pháp, cảm ơn Sittina cho biết âm thanh tốt ạ. Dạ con xin phép đọc bài câu kinh pháp cú 256 ạ. Na te na ho ti tham ma tho ye na thang sa ha sa ha sa na ye yo cha a thang a na thang cha u pho nức chay ya ban di to. Na te na ho ti tham ma tho ye na thang sa ha sa na ye yo cha a thang a na thang cha u pho nức chay ya ban di to. Người đâu phải pháp trụ xử sự quá chuyên chế bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Làm quan phải biết công minh, chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân, cho hay là bậc trí nhân phải trái thận trọng thước cân rõ ràng. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin phép được kể ạ. Na te na ho ti tham mat tho ye at thang sa ha sa na ye yo cha at thang a na thanh cha u po nek che ya ban di to. Na te na ho ti tham mat tho ye na thang sa ha sa na ye yo cha at thang a na thanh cha u pho nịch chay và bạn đi tô. Người đâu phải pháp trụ
xử sự quá chuyên chế, bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Làm quan phải biết công minh, chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân, cho hay là bậc trí nhân, phải trái thận trọng, thước cân rõ ràng. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc và ôn bài xong, con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, cảm ơn Dung Phạm, cảm ơn cô Giảng Đồng, cảm ơn cô Như Pháp ạ. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Song Kha Giá. Con kính lễ Thường Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Đại Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô Tu Nữ Tỷ Viên, cô Tu Nữ Như Pháp. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh Thoát Cú số 256. Na te na ho ti tham mat tho je na tham sa ha sa na ye yo cha thang a ma thang cha u bo ni che ya bang di to. Na te na ho ti tham mat tho je na tham sa ha sa na ye yo cha thăng a nát thăng cha u po ni chay ba ya băng đi tô. Người đâu phải pháp trụ, xử sự quá chuyên chế, bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na tê na ho ti tham mát tho ye na tham sa ha sa na ye yo cha a thăng a nát thăng cha u bo ni che ya băng đi tô. Làm quan phải biết công minh, chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân, cho hay là bậc trí nhân phải thận trọng thước cân rõ ràng. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Cảm ơn chị Đặng Đông đã bắt bài ạ. Con xin gửi mic lại cho chị Cẩm Vân ạ. Dạ, sa phú lần thai, kính cảm ơn xích rộng đồng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài pháp cú số 256. Na tê na hồ tí thăm mát thô dê nát thăng dê nát thăm xá há xà ná dê vô chá át thăm á na thanh chá u po ni chi ya pan ni to. Na te na ho ti tham mát tho ye na tham sa ha sa na ye yo chá á tham á na thanh chá u po ni chi ya pan ni to. Na te na ho ti tham mát tho ye na tham sa ha sa na ye yo cha a tham a na tham cha u po ni te ya pan ni to. Người đâu phải pháp trụ, xử sự quá chuyên chế, bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Làm quan phải biết công minh, chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân, cho hay là bậc trí nhân phải trái thận trọng thước cân rõ ràng. Bản dịch của Hòa Thượng Duy Đức. Và trong nhân đã ôm bài xong, mến mời bàn tay của Sếp Trạng Đông. Và mời Sếp nha. Sa thú cô Cẩm Vân, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ.
Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 256. Na tê na hồ tí thầm mát thù dê nát thằng xá há xà ná dê dù giá áp thằng á náp thành giá ú phô nít chày giá bàn đi tù. Na tê na hồ tí thầm mát thù dê nát thằng xá há xà ná dê dù giá áp thằng á náp thành giá ú phô nít chày giá bàn đi tù. Na tê na hồ tí thầm mát thù dê náp thằng xá há xà ná dê dù giá áp thằng á náp thành giá ú phô nít chày giá bàn đi tù. Người đâu phải pháp trụ xử sự quá chuyên chế bậc trí cần phân biệt cả hai thánh và tà, cả hai chánh và tà. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ná tê ná hô tí thầm mát thô dê ná thằng xá há xà ná dê dù chá á thằng á ná thành chá ú phô nết trầy giá bàn đi tù. Làm quan phải biết công minh, chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân, cho hay là bậc trí nhân phải trái thận trọng thước cân rõ ràng. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời Sis Nhung Phạm. Sa thú cô Giảng Đông ạ. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Thăng Mai á, Nam mô Sang Khai á. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài cô pháp cú 256 ạ. Con cảm ơn Sitina đã cho biết tín hiệu. Con cảm ơn cô Như Pháp, cô Cẩm Vân. Con cảm ơn cô Dạng Đông đã cho bài ạ. Na tê na hô tí thằng mát thô dê na thằng dê na thằng sa há sa na dê dô cha ác thằng ác thành u phô nít chê giá bàn lít đô. Na tê na hô tí thằng thầm mát thô dê na thằng thằng sa há sa na dê dô cha ác thằng ác na thành cha phô nít chê giá bàn lít tô. Người đâu phải pháp trụ xử sự quá chuyên chế bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Làm quan phải biết công minh, chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân, cho hay là trí nhân phải trái thận trọng thức cân rõ ràng. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin kệ câu 256 ạ. Na tê na hô tí thăng ma thô ye na thăm sa hà sa na ye yô cha thăng a na thăng cha u phô nít chê ya bán đi tô. Dạ con đã đọc xong bài ạ. Dạ con xin mời Sitina. Xử sự quá im chế bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na tê tê na hô tí thăng man thu dê na thăng sa ha sa ma na dê yo cha an thăng a nan khan ta u hu tin chay da ban tí tu. Na tê na tê na thì thắng mang thù để đàn thắng xa hòa xa nó gì
chân thân a nan thân cho u khu minh đế do văn đi tu làm quen phải biết công chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân cho hay là bậc trí nhân phải trái thận trọng thứ con rõ ràng của hòa thượng giới đức và con đã đọc xong. Dạ, thưa con đã đọc xong rồi thưa cô. À, dạ con xin phép đọc lại. Ôi dạ. Dạ con xin phép được đọc lại ạ. Na te na ho ti tham mát thô ye nát thăng sa ha sa na ye yô cha an thăng an nát thăng cha u phô ni chay ya pan di tô. Người đâu phải pháp trụ, xử sự quá chuyên chế, bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà của hòa thượng Thích Minh Châu. Na te na ho ti tham mát thô ye nan thân sa ha sa na ye yo chan thân anan thân cha u phô nin chay ya ban di tô. Làm quan phải biết công minh, chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân, cho hay là bậc trị nhân phải trái thận trọng thước cân rõ ràng của hòa thượng giới đức. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư quý bà quý cô tu nữ, con kính tri ân đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Dạ, alo, alo, 1, 2, 3, 4, âm thanh của tự nhiên, đạo tràng có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Tina, cảm ơn Hoa Hội, Nhật Quỳnh đã cho biết. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sankhaya, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đài, đại đức Tuệ Đức. Kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, bây giờ thì Duyên xin kệ kinh Pháp Cú số 256. Na te na ho ti tham mat tho ye nat tham sa sa na ye dù cha át thăng an át thanh cha u phô nịch chay và bánh đi tô nát tê nát hồ tí nát tê nát hồ tí thầm mắt thô dê nát nát thăng dê nát thăng xa hát xa nát dê dù cha thăng an át thanh cha Ubo nít chay yap ban di tô. Na te na ho ti tham mat tho. Ye nan tham sa ha sa na ye. Yo cha at tham thanh cha. Ubo nít chay yap ban di tô. Người đâu phải pháp trụ, xử sự quá chuyên chế, bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Làm quan phải biết công minh, chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân, cho hay là bậc trí nhân phải trái thận trọng thước cân rõ ràng. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã ôn bài xong. Dạ, bây giờ kính mời mời ai? Mời Nhật Quỳnh đi chứ. Mời cô Như Pháp. Chứ nãy giờ hình như là kể xong hết rồi đó. Dạ, bây giờ là mời cô Như Pháp ạ. Dạ,
Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông Athena. À, cô Quang Việt nhung phạm cho Như Pháp biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha A Di Đà. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt vừa quan lâm vào đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Như Pháp kính chào đạo tràng. Và cô Hành Kiểm có ôn bài không cho Như Pháp một tín hiệu ạ? À, cô Hành Kiểm ơi, có ôn bài không? Có cầm mic được không? Dạ, vậy là chắc cô Hành Kiểm không có ôn bài được. Dạ, con xin được ôn bài Câu Phúc Quốc Kinh số 256. Na tê na hô ti tham mát thô dê na thang sát ha sa na dê dơ ca áp thang na thát thang cha u phô nít chay giáp bàn đi tô. Như đâu phải pháp trụ sự sự quá chuyên chế bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà. Na tế na hô tì thẩm ma tô dễ na thăm sa hà sa na dê dầu chả át thăng na thanh cha na thanh cha u phô nít chay và bản đi tô. Đàm quan phải biết công minh, chẳng nên hấp tấp đi tình chẳng phân. Cho hai là bậc trí nhân, phải trái thận trọng, thước căn rõ ràng. Và đây là bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng. Và con không biết đại đức Tịnh Đạt vào đạo tràng đã có ổn định chưa bà sư? Dạ, nếu sư đã ổn định rồi, sư cho con một tín hiệu để con thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đức đã từ bi hoan hỷ tuyên phong ôn bài pháp quốc kinh số 256. Pháp kính cảm ơn cô tư nữ Tệ Viên và tất cả quý vị trong đạo tràng đã hoan hỷ ông bài. Và bây giờ thì đạo tràng chúng ta được học bài mới Câu Phúc Kinh số 257. Và Như Pháp kính mời quý vị cùng với Như Pháp tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn cô Sầm Đông cho bài học. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trì rảnh rang, não phiền kết bùa sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học ngữ vận duyên sự và ý nghĩa Câu Pháp Quốc Kinh số 257. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng mít đến sư ạ.
Dạ, nếu sư không cầm mic được mà sư nghe âm thanh con được, sư có thể rời room rồi sư trở lại bạch sư. Càng hoan hỷ chờ trong giây lát. Dạ con thấy sư đã trở lại room rồi. Dạ con cung thỉnh sư cầm mic ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ dạ à, con kính lễ chư tăng thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng các quý vị đang có mặt ở trong diễn đàn học của kinh. Dạ hôm do cái đường truyền trục bị chậm hay sao, lúc nãy không cầm mic được, thấy là hiện là vẫn còn người để mà đang nói chuyện. Dạ quý vị có nghe rõ âm thanh chưa? Dạ cảm ơn cô Như Quỳnh. Dạ cảm ơn cô Trần Đạo. Dạ, 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 cảm ơn cô Chi Nga, cô Nguyễn Phạm. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ, giờ thì các quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ học tiếp tục ngày hôm nay câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 257, Phẩm Pháp Trụ. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadeyami Sovakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakkasangho Sanghang Namami. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Giá một lần nữa con xin kính lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị đang hiện diện ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Kinh Pháp Cú số 257, Phẩm Pháp Trụ. Thamatha. Câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 257, Phẩm Pháp Trụ có nội dung như sau. Asaha sena thammena samena na yati pare hamasa putto metavi hamato ti pavuchati. Asaha sena thammena samena na yati pare Thamasa gutto metavi thammato ti pavuchati. Không chuyên chế đúng pháp, công bằng dắt dẫn người, bậc trí sống đúng pháp, thật xứng danh pháp trụ. Không chuyên chế đúng pháp, công bằng dắt dẫn người, bậc trí sống đúng pháp, thật xứng danh pháp trụ. Bản Việt ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Bản Việt ngữ văn xuôi của ngài In Đá Trên Đá Chánh Thân. Người phán xử những người khác không bằng cách áp đặt theo đúng pháp, một cách công bằng, được bảo vệ bởi pháp, có sự sáng suốt, được gọi là người nắm vững pháp. Bản Việt ngữ của ngài Hòa thượng Giới Đức. Cho nên thủ thuật dối gian phải theo pháp luật đàng hoàng minh phân minh, chẳng nên chuyên chế ép hình, sống đúng như vậy xứng vinh trí hiền. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ dạ hôm nay chúng ta học câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 257,
cũng như là câu 256 có cùng một cái duyên sự. Hai câu kệ ngôn nhóm, hai câu kệ ngôn pháp cú này bắt đầu cho cái phẩm pháp cú Atthamma, cái phẩm pháp trụ. Thì chúng ta cũng theo như thường lệ thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 257 này. Asahasena thamena samena na yati pare thamasa gutometa vithamato ti pavuchati. Asahasena thamena asaha sena thamena có nghĩa đó là không có, không bằng cách áp đặt. Saha sa là áp đặt hay là đàn áp á, nha. Còn cộng với lại cái tiếp đơn ngữ á phía trước thì nó là phủ định lại, không có bằng cách áp đặt hay là đàn áp. Thamme ná là đúng pháp, bằng cách đúng pháp. Thamme ná là bằng cách đúng pháp. Samena nayati pare, câu thứ hai. Samena nayati pare, samena là bằng một cách công bằng. Samena sama bằng một cách công bằng. Chúng ta gọi là mình đó. Nayati là phân xử. Nayati là phân xử. Pare là người khác. Pare là người khác. Aha, asahasena thamena samena nayati pare. Phân xử người khác theo hay là bằng cách không có đàn áp hay áp đặt, bằng hay là theo đúng pháp, bằng hay là theo một cách công bằng. Câu kế tiếp, Thamasa Guto Metawi. Thamasa Guto Metawi. Thamasa là được chia dịch là bởi pháp. Gutto là được bảo vệ. Gutto là được bảo vệ. Metawi là bậc hiền trí. Hay là Metawi ở đây trong cái ngữ cảnh này đó là có sự sáng suốt, có sự sáng suốt. Vì nó bổ nghĩa cho cái từ thamma tho. Sự sáng suốt, có sự sáng suốt. Và câu kế tiếp, câu cuối cùng, thammatho ti pavuccati.
Thammatho, Thammatho. Người vững pháp. Thammatho, người nắm vững pháp. Iti rằng là Thammatho cộng với Iti được gọi là, được gọi rằng. Bhavuchati là được gọi, được nói, được cho rằng, được được gọi là Bhavuchati. Trong Iti nó là, ý tí nó là chữ là hoặc chữ rằng á, giống như là hai chấm mà mở ngoặc kép. Chữ ý tí nó là cái dấu hiệu của từ hai chấm mà mở ngoặc kép mà. Còn cái chữ gọi là Bhavuchati. Dạ đúng rồi. Khi mà mình đọc kinh điển mà mình đọc với ý tí, nó giống như là đoạn trích á, một cái đoạn trích hay là một cái dẫn chứng, nó nằm trong ngoặc kép. Bhavuchati gọi. Dạ. Dạ. Chúng ta vừa sơ lược qua ngữ vựng của câu 257 trong phẩm pháp trụ Thammatha. Dạ, một lần nữa câu kệ ngôn pháp cú số 257 có nội dung như sau. A sa ha se na tham me na sa me na na ya ti pa re Thamma sa gutto metavi thamma to ti bavocati. Không chuyên chế đúng pháp, công bằng dắt dẫn người, bậc trí sống đúng pháp, thật xứng danh pháp trụ. Dạ, Nam mô Bức Thầy. Dạ. Câu kệ ngôn pháp cú số 257 có cùng cái duyên sự với câu 256. Hai câu kệ ngôn này là nhóm, một nhóm mà câu kệ ngôn Đức Phật ngày đã nói lên trong một cái dịp đề cập đến một cái quan trong tòa án, gọi là quan thẩm phán. Cái câu chuyện này tới quý vị rằng nó xảy ra cũng rất là tình cờ. Bắt đầu là do các vị tỳ kheo đi khất thực ở trong thành đó, ở trong thành đó, thì trên đường về thì bị trời mưa. Chắc có thể là cũng vào cái tháng mưa hay sao đó mà đi khất thực bị trời mưa. Thì trời mưa thì các vị tìm cái chỗ trú núp mưa, trú mưa. Khi nào mưa nó nhẹ hạt rồi, tạnh rồi, các vị sẽ đi về chùa. Thì các quý vị đó, các vị tỳ kheo đó trú vào một cái nơi mà tình cờ, cũng rất là tình cờ, cái nơi đó là cái nơi xử phán xét, giống như là công đường ngày xưa hoặc là tòa án bây giờ vậy đó. Cái chỗ mà các quan, các người có thẩm quyền để mà phân xử những cái gọi là tố tụng vướng mắc ở trong cái khu vực đó. Thì cái lần này đó thì quan thẩm phán đang xử cái sự việc đó là liên quan đến cái sở hữu tài sản của những cái người dân, liên quan đến những cái sở hữu tài sản. Thì chuẩn bị trước khi mà đưa ra cái kết luận cuối cùng, tòa tuyên cái kết quả đó, để mà phần ai đúng phần ai sai, thì
quan tòa nhận một cái hối lộ, thay vì cái sự việc đó nó sẽ đi đúng hướng, nhưng mà do cái hối lộ đút lót rồi cái sự thật nó bị bẻ cong, cho nên cuối cùng nó là quan xử tịch biên hết tất cả tài sản, không chia lại cho người dân. Thì cái câu chuyện này nó cũng không có quá rõ ràng về cái câu chuyện xử án đối tượng như thế nào. Nhưng nhấn mạnh một cái điều đó là khi mà nhận hối lộ đó, thì mọi người ai cũng đoán biết được. Và các vị tỳ kheo này cũng tình cờ trong cái lúc mà trú mưa đi khất thực đó, thì cũng biết được cái việc này. Khi mà biết được cái sự việc đó là một cái sự thật về cái việc mà quan thẩm phán, quan tòa án, người cầm cân nảy mực mà đi nhận hối lộ, xử ép không có đúng sự thật, cho nên các vị tỳ kheo này từ cái gọi là ngạc nhiên cho đến thắc mắc, người đại diện cho công lý nhưng mà lại làm một cái điều đáng trách. Thì khi mà tạnh mưa rồi đó, thì các vị tỳ kheo này trở về gặp Đức Phật mới trình lên cái suy nghĩ của mình trước cái sự kiện đó. Trước cái sự kiện đó, thì Đức Phật ngài cũng tìm cách để mà ngài phân giải, cũng là ngài nói về cái việc đó là liên quan đến cái sự kiện đó. Ở đây thì chúng ta thấy rằng các vị tỳ kheo này không phải là cái việc làm là chuyện ở bên ngoài đem về chùa bạch Đức Phật, nó không liên hệ gì đến cái pháp tu, hay là liên hệ về cái việc mà hành thiền giáo lý. Nhưng mà cớ sao lại cái gì cũng trình lên Đức Phật hết, như vậy có phiền hay không? Hay là mình cũng nghĩ rằng các cái vị tỳ kheo này chuyện gì cũng đem ra bàn, đem ra nói, chuyện gì cũng đem trình Đức Phật, như vậy có gọi là nhiều chuyện không? Bởi vì các vị thấy trong những cái câu kinh pháp cú đó, mà thật ra bây giờ chúng ta cũng dễ hiểu thôi. Có một cái người giỏi như là một cái vị trụ trì hay thường có những cái lời khuyên, cái lời chỉ đạo, chỉ dẫn thông thái. Và trước cái sự kiện gì trong xã hội đó, thì vị này cũng có một cái nhận định rõ ràng theo cái quan điểm nghiệp báo nhân quả, hay là quan điểm để mà dứt trừ những cái hoài nghi. Thì quý vị là người Phật tử, quý vị đi chùa, quý vị có gặp những cái vị đó mà quý vị kể câu chuyện này, câu chuyện kia, hay là nêu những cái thắc mắc của mình hay không? Cái chuyện đó cũng hoàn toàn rất là dễ hiểu thôi. Bởi vì khi mà mình nghĩ rằng với cái câu chuyện mình kể đó, với cái những cái thắc mắc mình nêu đó, thì cái vị trụ trì đó, cái vị pháp sư đó sẽ cho mình một cái lời sách tấn, sẽ cho mình một cái lời an ủi, sẽ cho mình một cái lời giải thích, mà từ đó mình sẽ được cái lợi ích, mình sẽ đã thông được cái thắc mắc của mình. Đó là chuyện rất là dễ hiểu thôi. Thì các vị tỳ kheo ngày xưa cũng vậy. Các vị biết rằng đó, khi mà về hỏi Đức Phật cái gì, chuyện gì cũng sẽ trở thành một cái bài pháp, một cái điểm để mà Đức Phật ngài sách tấn cho cái đời tu. Cũng như là chính vì nhờ những cái vị này hỏi nhiều vấn đề khác nhau, cho nên bây giờ chúng ta sẽ có nhiều cái khía cạnh để mà học hỏi. Thì nhìn qua sơ qua thì cái câu chuyện này nó không có quá là xa lạ với cái xã hội bây giờ chúng ta đang sống.
việc mà nhận hối lộ, việc mà đút lót. Tuy nhiên thì với một cái gọi là chuẩn mực đó, thì chúng ta cũng nên cần phải tìm hiểu. Tuy rằng chúng ta biết rằng cái cuộc sống này nó có nhiều cái gọi là hình thức bên ngoài, nhưng mà nội dung bên trong thì không được như vậy. Tuy nhiên thì khi mà dạy các bạn nhỏ hay là các thế hệ sau, thì chúng ta cũng cần dạy những cái chuẩn mực để trở thành một cái người tốt, những cái chuẩn mực để mà trở thành một cái người liêm chính. Chính vì những cái lời dạy đó, những cái lời khuyên đó, một phần nào sẽ hình thành nên cái ý thức, hình thành nên cái lối sống mà các bạn trẻ sau này hay là những các bạn thế hệ sau sẽ trở thành những con người tốt. Thì Đức Phật Ngài cũng nhân cái cơ hội mà các vị tỳ kheo kể về cái việc mà các quan trong tòa án thẩm phán đó nhận hối lộ, thì Đức Phật Ngài nói rằng cái việc đó nó không có nên, không có đúng. Mà đã là người ở trong giữ cái cương vị là đại diện cho pháp luật đó, thì cần phải có một cái cách xử lý công bằng, công minh. Mà hơn nữa đó là một người có trí tuệ, một người có cái sự nhận định, một cái người được mọi người kính trọng, thì cần phải có những cái hành xử, những cái phán đoán nó chuẩn mực. Ở trong câu kệ ngôn 257 này, chúng ta thấy không chuyên chế hay là không có áp đặt, không có đàn áp khi mà giải quyết cái vấn đề nào đó. Khi mà chúng ta nói về những cái vấn đề xã hội, nói về những cái vấn đề to lớn ở trong một quốc gia, thì chúng ta thấy rằng có những cái sự việc giải quyết bằng bạo lực, đàn áp, cưỡng chế. Nhưng mà nói gọn hơn nữa, ở xung quanh cuộc sống của mình đó, để mà mình thấy rằng chính bản thân mình là người ông, người bà, là những bậc phụ huynh, chúng ta dạy dỗ các con em, và ngay những lúc đó chúng ta cũng là đóng những cái vai trò là những cái người thẩm phán, những cái người đang xử xét những cái tranh chấp đồ chơi, thức ăn hay là thậm chí là quần áo. Nếu như chúng ta là người đóng cái vai trò là cái người phán xét đó, mà chúng ta không có một cái công bằng, chúng ta thiên vị đứa con này là đứa con mình mong mỏi, đứa con đầu lòng, hay là đứa con trai so với đứa con gái, hay là đứa con này nó tính nó ngoan hiền, nó như thế này, nó như thế nọ, chúng ta ưu ái thiên vị, và khi mà xảy ra cái sự xích mích, từ chúng ta binh đứa này, chúng ta phạt đứa kia. Thì quý vị thấy rằng những cái lúc đó chúng ta đóng những cái vai trò là những người thẩm phán, là những người phán xét về những cái xích mích rất là nhỏ. Nhưng mà chính vì những cái nhỏ đó chúng ta không để ý, nó sẽ trở thành một cái vết tì vết ở trong cái nỗi lòng của một đứa bé. Quý vị thử nhớ lại hồi nhỏ, có những cái lúc mà chúng ta bị sự ép đó. Hai đứa cùng chơi, hai đứa cùng phá, mà một đứa bị đòn, một đứa không bị đòn. Hai đứa cũng là con ruột ở trong nhà, một đứa thì lúc nào cũng đi chơi không, đi chợ không, đi đâu cũng được dắt theo, đi đâu cũng được ưu tiên. Còn một đứa thì ăn xong bắt rửa chén, giặt đồ. Thì cái đó nó là xuất phát từ đâu? Có phải là cái sự thiên vị của mình hay không? Có sự đánh mất cái công bằng hay không? Ở đây Tịnh Lạc muốn
làm cho nó rõ, làm cho nó thấy rằng cái việc mà nói về cái chuẩn mực á, mình không có nói chuyện xa vời ở đâu ngoài cái gia đình mình. Để quý vị thấy rằng có những cái thời điểm chúng ta là người cần phải có sự chuẩn mực, cần phải có cái lý trí, cần phải có lý trí để mà giáo dục. Và không chuyên chế đúng pháp, công bằng dắt dẫn người. Tức là khi mà một cái người mà có những cái chuẩn mực, có thiên vị, đứa nào giỏi thì khen, đứa nào dở hay phá phách nghịch ngợm thì phạt, bằng cái lý trí của mình, chứ không có thiên về cái tình cảm. Hay là khi mà xử phạt hay là đưa ra những cái to lớn hơn là trong gia đình, anh em quyến thuộc, mình cần phải đưa cái lời khuyên. Mà nhiều khi á, là chúng ta có nhiều cái tình cảm nghiêng về cái đối tượng một, và thường đó là nhận nhiều cái giúp đỡ từ cái gia đình đối tượng một, rồi chúng ta có những cái lời khuyên không có chính đáng để có lợi cho gia đình mà chúng ta, gia đình một phía đó, để mà gia đình đó được nhiều cái lợi lộc hơn đó. Thì đó cũng là cái việc mà chúng ta phải cần cái cân nhắc. Người có trí, người có sự sáng suốt, người có cái lý trí thì không có bị cái tình cảm nó thiên vị, và cũng không có bị vì cái gọi là chịu nhiều cái ân để mà thiên vị. Trong trường hợp mà những cái vị thẩm phán ở tòa án, hay là những vị có công chức ấy, làm trong nhà nước, thì rất là dễ bị rơi vào những cái tình huống này. Thì chúng ta không có bàn nhiều đến, mà chúng ta làm sao chúng ta dẫn cái câu kệ ngôn này, câu pháp cú này, cái ý nghĩa này vào cái đời sống tu tập của mình. Thưa quý vị rằng, ở trong Phật giáo, ở trong chùa chiền, các cái đền thờ đó, mà ngày nay thì cái người Phật tử, cái người đi lễ Phật, người đi hướng về tôn giáo đó, phải nói rằng rất là đông đảo, rất là phát triển. Bằng chứng đó là những cái lễ hội như là những cái lễ hội đầu năm, rằm tháng Giêng, rồi rằm tháng Tư, rằm tháng Bảy, rằm tháng Mười. Tất cả những cái lễ hội lớn ở trong năm đó, đặc thù về ý nghĩa của Phật giáo cũng như là những cái ý nghĩa về của dân gian, thì những cái sự kiện đó, người Phật tử hay là người không phải Phật tử cũng muốn đi đến chùa để thắp hương, để dâng lễ vật, để mà cầu bình an. Nhìn từ bên ngoài đó, chúng ta thấy rằng đất nước Việt Nam hay là những cái nơi mà chúng ta sinh sống đó, chúng ta thấy rằng nhiều người hướng về cái đời sống đạo đức tâm linh. Đó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Mà quả thật vậy, khi mà những cái lễ hội tổ chức đó, quý vị biết rằng bây giờ các cái chùa, các cái nơi du lịch tâm linh thì phải nói tổ chức rất là công phu. Từ cái khâu là trang trí, hoa đăng, đèn, cho đến cái khâu ẩm thực để mà phục vụ du khách, rất là công phu, rất là tỉ mỉ và trang nghiêm để phục vụ cho các cái buổi lễ. Và tín đồ hay là không phải tín đồ của Phật giáo, họ đến để mà lễ Phật, dâng các cái hương hoa, lễ phẩm để mà cúng dường. Nhưng bên cạnh đó đó, khi mà tìm hiểu sâu, để ý kỹ, chúng ta thấy rằng trong 100% người đi đến lễ hội đó thì hết là Tịnh Đạt không có dám chắc đó là bao nhiêu phần trăm, nhưng mà rất là đông, phần đông
quý vị thấy rằng đi chùa vào cái những dịp lễ để mà cầu bình an, nhiều khi đó cầu bình an mà họ hiểu sai. Thay vì đến chùa lễ Phật, làm các công đức như là dọn dẹp, vệ sinh, hay là ngồi nghe kinh, niệm Phật, cúng hoa đăng, thì lại họ lại sắm sửa những cái lễ phẩm như là những cái gà, vịt, mâm xôi, giấy tiền vàng bạc, vàng mã. Thậm chí đó là chuẩn bị những cái tiền lẻ, đồng xu để mà ịn, dán, chà lên những cái bức tượng. Ở trong chùa, bên chùa Nguyên Thủy của mình thì mình không thấy nhiều cái hình ảnh đó đâu. Tại vì thứ nhất thì chùa Nguyên Thủy, chùa các sư năm, các chùa Nam Tông thì cũng không có tổ chức nhiều các cái lễ hội mà thuộc về liên hệ đến dân gian đó. Chỉ là những cái lễ hội Phật giáo phần đông là vậy. Cho nên chúng ta cũng ít có cái việc đó là chứng kiến những cái hình ảnh đó. Nhưng mà những cái chùa khác, những cái nơi khác, phải nói rằng bà con đến rất là đông, tính hàng vạn người chứ không phải là tính hàng trăm người. Thì cái đông đó nó có những cái phần thành phần đó là đến để mà cúng bái cầu và dùng những cái hình ảnh, dùng những cái lễ phẩm, dùng những cái hình thức đó là dùng tiền lẻ 5.000, 2.000, 1.000 tiền đồng xu để mà chà, để mà ịn lên những cái bức tượng, giống như là một hình thức. Không biết người đó có hiểu hay không, hay là cái người đó có nghĩ như vậy hay không. Thì nhìn từ bên ngoài khách quan đó, mình nhìn giống như là một hình thức đang đút lót như vậy đó. Nó rất là phản cảm, nó kỳ lắm. Mình đi đến mình nhìn mình thấy kỳ lắm. Nhưng mà cái thói quen của họ là họ vậy, họ tin như vậy thì họ làm thôi. Mình cản cũng không được. Nhưng mà cái đó là một cái điều mà phải nói rằng liên quan đến cái việc mà câu chuyện này, các vị thẩm phán nhận cái sự đút lót, thì chúng ta lại liên hệ đến một chút xíu về cái tình hình hiện tại. Cái việc mà cúng dường làm phước đó, thật ra đó là một cái điều rất là tốt. Ở chỗ đó là mình biết chia sẻ những cái vật dụng mình có, những cái tài sản mình có đến những người cần. Rồi chúng ta bố thí cúng dường như vậy, chúng ta hướng đến cái việc mà tạo cái phước, cái thiện lành cho cái đời sống, hỗ trợ cho cái đời sống hiện tại và cái kiếp tương lai của mình. Và hơn nữa đó là chúng ta bố thí cúng dường để hướng đến cái việc đó là dứt trừ cái tham ái, cái bám chấp, hướng đến cái việc dần dần cắt trừ đi những cái phiền não liên quan đến cái việc bám chấp, những cái tham ái. Cũng là cái hình thức cho đi, nhưng mà với một cái tâm tư hoàn toàn khác thì cái ý nghĩa nó hoàn toàn khác. Cái hình thức cho đi mà mong cầu một cái sự giúp đỡ, một cái hình thức cho đi mà mong cầu đó là cái người đó sẽ ủng hộ để cho mình được lợi, thì cái sự cho đi đó nó mất đi cái hình ảnh, ý nghĩa thiêng liêng, ý nghĩa tốt đẹp của nó rồi. Mà cho đi để mưu cầu cái lợi ích thì nó thiên về cái việc đó là đút lót, hối lộ. Thật sự ra chuyện đút lót, hối lộ thì có những cái trường hợp chúng ta không có nói rằng là đó là đút lót hay hối lộ. Giống như là ở trong cái việc mà chúng ta đi làm đó, chúng ta có cái từ đó là lương bổng. Làm đúng ngày, đúng giờ, đúng công việc thì chúng ta được trả lương. Còn cái bổng hay là bổng lộc đó, đó là những cái thưởng khi mà nhân viên nó có những cái kết quả sau một tháng, sau một quý, sau một năm, thành tích tốt, thì
thì được thưởng, và cái thưởng đó mình gọi là bổng hay là bổng lộc đầy đủ. Thì cái lương bổng đó nó rất là nhạy cảm. Khi mà cái lương được trả và cái bổng được thưởng đó, thì cái bổng, cái lương đó là do công sức mình làm ra thì đúng rồi, nhưng cái bổng, bổng lộc đó thì mình được thưởng đó, nhiều khi đó nhiều khi cái thưởng đó là cái thưởng đúng người đúng việc thì nó rất là vui cho cái người thưởng và cái người được thưởng. Nhưng mà cái việc mà cho thưởng mà không đúng người không đúng việc đó, thì nó rất là nhạy cảm, nó gần như là hối lộ đút lót để cho cái người đó giúp mình một cái việc gì trong cái chức vụ của họ, trong cái thế lực của họ. Thì cái điều đó chúng ta cũng ở trong cuộc sống này thì đối với cái việc thưởng hay là mong cầu người đó giúp đỡ mình trong cái việc khó khăn thì không thể nào tránh khỏi rồi, không thể nào tránh khỏi rồi. Nhưng mà chúng ta cố gắng làm sao để mà mình biết mình sai, biết mình sai chứ đừng có bị cuốn theo. Sai, biết mình sai chứ đừng có để đó là cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Bởi vì cái người sai, biết mình sai đó, thậm chí là đôi khi chúng ta làm những công việc mà chúng ta cần phải có cái sự bôi trơn cho công việc mình nó hoàn thành một cách đúng theo cái lộ trình, không có bị chậm trễ đó, thì cái việc đó là cái việc thật sự ra là mình nghĩ là thưởng đi. Hoặc là chúng ta biết rằng cái việc này nó cũng không phải là phạm một cái luật pháp để cho là phải nghiêm trọng, mà chỉ là cái việc bôi trơn làm cho cái người đó vui vẻ, người đó tiếp tục cái công việc được hoàn thành đúng thời hạn, đúng địa điểm. Thì nhưng mà chúng ta cũng phải ghi nhận rằng đây là cái việc mà chúng ta làm thêm bôi trơn chứ không phải là cái việc này đúng nên làm. Bởi vì khi mà cái tâm của mình đó là chấp nhận đây là cái việc đúng hiển nhiên á, thì nó rất là nguy hiểm. Bởi vì có những cái lúc mà chúng ta rơi vào những cái khó khăn mà liên quan đến pháp luật á, là chúng ta lại tiếp tục sử dụng cái này đó thì hoàn toàn nó là sai trái. Cái việc mà hối lộ hay là đút lót á, nó xuất phát có nhiều cái nguyên nhân lắm thưa quý vị. Mà nguyên nhân chính trong đó là về con người, về ý thức của con người, và về cái gọi là đời sống nó có được ổn định hay không. Thì liên quan đến làm thế nào để mà một người có được một cái ý thức, một cái trách nhiệm ở trong cái phận sự của mình, không cần phải có cái sự bôi trơn, không cần phải có sự tán thưởng mà vẫn hoàn thành cái nhiệm vụ của mình, đó là một người được huấn luyện, được đào tạo bài bản về đạo đức, về nhân cách, về nhân phẩm. Cho nên từ đầu Tịnh Đạt có lưu ý một cái điều, đó là khi mà mình là người bậc phụ huynh đó, mình là ông bà cha mẹ đó, khi mà mình đứng ra phân xử giữa những cái đứa con đứa cháu trong nhà đó, hay là giữa con mình với đứa con hàng xóm đó, thì mình phải rất là tỉnh táo. Bởi vì lỡ như một lần nào đó mà chúng ta bị đánh mất cái lý trí, bị tình cảm nó thiên vị đó, thì những cái lúc đó nó là sẽ là vô hình chung nó sẽ khắc ghi vào trong đầu những đứa bé. Cái đứa mà nó nhận được cái sự thiên vị của mình đó thì nó vui lắm. Và chính vì nó hiểu rằng là mình được ưu tiên, mình được cái gì cũng được cái loại nhất hết đó, cái gì cũng bênh vực cho dù mình làm sai, thì nó ỷ lại. Nó ỷ lại. Nó bất chấp. Còn cái đứa mà nó không có bị sai mà nó vẫn bị phạt thì nó bị bức xúc và nó sẽ ghi hận. Nhiều khi những cái mối thù
nó không có đáng kể gì, nhưng mà nó ảnh hưởng đến cái tình cảm sức mẻ, tình cảm cha con, mẹ con, tình cảm anh em, nó sức mẻ, cho nên rất là nguy hiểm về sau. Cái việc mà để cho được một cái người có được cái lý trí không bị những cái tác động từ bên ngoài, từ tình cảm, từ vật chất, làm cho mình có một cái lời nói, một cái cư xử nó không có chuẩn mực đó, thì nó liên quan đến con người. Ở trong kinh thì có một cái câu chuyện, có một cái câu chuyện liên quan về cái việc mà huấn luyện một con người, liên quan huấn luyện một con người, thì sẵn đây tình đàn cũng xin được đề cập đến. Có một lần nọ Đức Phật ngày gặp một cái người chăn ngựa, thì Đức Phật ngày hỏi cái người chăn ngựa đó là thầy dạy ngựa có mấy cách, và có tùy theo loại ngựa mà thầy dạy như cách nào. Thì cái người huấn luyện ngựa đó mới nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, con có 3 cách để dạy ngựa. Còn 3 cách để dạy ngựa. Thứ nhất là dùng cách mềm dẻo. Cái thứ hai đó là dùng cách cứng rắn. Cái thứ ba đó là có kết hợp cả hai, vừa mềm dẻo vừa cứng rắn. Tức là một con ngựa mang về đó thì sẽ dùng những cách là vuốt ve, chăm sóc kỹ, quan tâm để mà huấn luyện. Nhưng mà có loại thì nó không chịu cái đó, phải dùng những cái roi đòn, dùng những lời kỷ luật để mà huấn luyện. Nhưng mà có loại khác thì tính tình nó thay đổi, có lúc dày lúc khác, thì cái người huấn luyện ngựa cũng rất là khéo léo để mà phải có lúc là mềm dẻo, có lúc thì đánh đòn roi vọt. Đức Phật ngài hỏi thêm: nếu như mà một con ngựa mà không áp dụng 3 cách này mà không có thuần hóa được thì ngươi làm gì? Thì lúc đó cái người huấn luyện ngựa mới nói rằng: nếu như cố gắng cả 3 cách đó thì cũng không đành đó, thì phải giết làm thịt, giết bỏ. Thì lúc đó người huấn luyện ngựa mới hỏi ngược lại Đức Phật là: Đức Phật ngài là một đấng trượng phu, điều ngự trượng phu, thì ngài dạy một người như thế nào để mà giáo hóa một người bằng cách nào? Đức Phật ngài cũng tùy theo cái lời giải thích mà Đức Phật ngài nói rằng Đức Phật ngài cũng giáo huấn người đó cũng bằng 3 cách: mềm dẻo cứng rắn, và vừa mềm dẻo vừa cứng rắn. Tức là có người đó thì cái tính nết đó rất là hiền dịu, chịu ngọt đó, thì Đức Phật này sẽ nói về những cái pháp thiện, những cái lợi ích, những cái quả báo, những cái điều tốt, làm thiện được thiện, sanh cõi trời là nhân để mà dứt trừ những cái phiền não, vân vân và vân vân. Nhưng mà những người đó thì dùng cách này không có hiệu quả, Đức Phật ngài sẽ nói về những cái pháp bất thiện, nói cho họ sợ, họ tránh. Tức là làm ác thì phải chịu quả khổ đau, sanh về địa ngục, bàn sanh xuất về Atula, phải chịu khổ. Còn những người á, thì Đức Phật ngài dùng cả hai cái biện pháp. Có lúc á, thì ngài nói là cảnh trời, cảnh người, cõi vui. Có lúc á, thì ngài nói về cái việc mà cõi khổ. Chắc là chúng ta là đang là cái hạng người ở trong cái nhóm thứ ba. Mà nếu là chúng ta là người hạng nhóm thứ ba thì còn rất là may mắn, bởi vì còn được Đức Phật hay là Chư Tăng hay là những bạn đạo nhắc đến, nghĩ đến để mà nhắc nhở, để mà sắp tấn.
Còn như một người mà không áp dụng được ba cái cách huấn luyện này, giáo hóa này, thì cái người dạy ngựa hỏi Đức Phật, Đức Phật ngài làm cách nào? Thì Đức Phật nói, ngài trả lời rằng giống như là cách dạy ngựa, không dạy được thì chiếc đi. Lúc đó cái ông huấn luyện ngựa, ông hết hồn, ông giật mình. Ông nói rằng trong Phật giáo đâu có được phép sát sanh, đâu có được phép nói đến cái việc mà giết người. Đức Phật ngài nói giết ở đây có nghĩa đó là không có đối ngoài đến, bỏ mặc. Cho dù cái người đó như thế nào thì cũng không có nhắc đến, không có nhở, cũng không có khuyến khích, cũng không có sát tấn. Thì cái sự mà bỏ mặc đó giống như là cái hình thức giết bỏ, người đó đã chết rồi. May mắn là chúng ta là ở trong nhóm người thứ ba, còn được giáo hóa, còn được huấn luyện, thì đó là một sự may mắn. Như là rơi vào cái hạn cuối, không được đó hoài đến, thì phải nói rằng không có con đường nào để mà tiến bộ được. Bởi vì khi mà mình sống ở trong cuộc sống mà không có cái sự quan tâm, nhất là những cái người mà có khả năng để mà sát tấn mình đó, khi mà mình làm đúng hay mà mình phạm sai lầm đó, thì phải nói rằng một cái mất mát rất là lớn. Một mất mát rất là lớn để mình cải thiện bản thân mình, để giáo hóa bản thân mình. Bởi vì khi mà mình bị các cái phiền não, bị các cái ngoại cảnh nó chi phối mà nó chiếm ngự, đánh mất cái lý trí về cái thiện và bất thiện, về cái tốt và cái ác, thì phải nói rằng con người mình nó không còn là con người nữa. Mình không còn bình tĩnh, mình không còn một cái chuẩn mực nào hết. Mình trở thành một người hoang dại. Mình không có chấp nhận một cái chuẩn mực đạo lý hay là xã hội nào hết. Phải nói rằng những cái lúc đó phải nói tội nghiệp những người đó. May mắn là mình vẫn là còn là những cái người còn có thể nhận được những cái lời dạy, những cái lời chỉ giáo, những cái lời sách tấn, những cái lời chia sẻ từ những vị tăng trong kinh Phật hay là từ những người bạn hữu, thì mới nói là điều rất là may mắn. Thì hôm nay thưa quý vị rằng câu kệ ngôn pháp cú số 257 nói về một cái việc, đó là hình thành một cái nhân cách. Đối với một cái người chuẩn mực á, thì không có xử lý công việc hay là đưa ra cái kết luận bởi những cái điều kiện khách quan, như là tác động bởi cái tình cảm, tác động bởi cái việc đó là chịu ân mà đưa ra cái phán quyết sai lầm, dẫn đến những cái mất mát, những cái bức xúc. Chúng ta cũng hết thời gian rồi, tình đàn kinh xin kể thêm một cái câu chuyện nữa, nhưng mà chúng ta cũng hết thời gian rồi. Thì chắc là hẹn lại quý vị lần sau, cũng liên quan đến cái vấn đề đút lót, nhưng mà bây giờ chúng ta cũng hết thời gian rồi. Thưa quý vị rằng hôm nay thì chúng ta chỉ học câu kệ ngôn pháp cú số 257 cũng như là câu 256 cùng chung một cái duyên sự. Tịnh đại xin được kết thúc cái buổi chia sẻ liên quan đến câu kệ ngôn pháp cú này ở đây. Xin tri ân chư tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn cũng như là ủng hộ để cho diễn đàn một ngày được cái sự bền lâu và phát triển. Kính chúc chư tăng và tất cả quý vị luôn được sự an vui tấn hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời các vị ban MC trở lại với diễn đàn ạ. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích.
Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Dạ, con kính thỉnh Thường Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho lúc chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến Thường Tọa Minh Hạnh. Bà quả tử sắp bà mang ai lăng rác thanh tử sắp bà đê quả tử sắp bà bụt đà nụ phá quê nà sá đà sá thầy văn tử tê. Bà quả tử sắp bà mang ai lăng rác thanh tử sắp bà đê quả tử sắp bà hà nụ phá quê nà sá đà sá thầy văn tử tê. Bà quả tử sắp bà mang ai lăng rác thanh tử sắp bà đê quả tử sắp bà sáng khá nụ phá quê nà sá đà sá thầy văn tử tê. Tất cả anh phố hàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo Pháp, do nhà quay đức của chư Tăng. Có sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thu lành thai, chúng con kính tri ân Thường Tòa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào gom